Theo dự báo của Bộ Công Thương thì ngành thép Việt Nam sẽ tăng trưởng trên 15% đến năm 2020. Trong đó thì những doanh nghiệp đầu ngành như là công ty cổ phần thép Pomina được dự đoán là sẽ góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng của toàn ngành. Thống kê trong 2 tháng đầu năm 2019, công ty cổ phần thép Pomina đã duy trì sản lượng bán hàng với lũy kế đạt 145.000 tấn. Đặc biệt, xuất khẩu thép xây dựng đạt xấp xỉ 45.000 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ. Và Pomina vẫn đang là doanh nghiệp xuất khẩu thép xây dựng đứng đầu cả nước sang những thị trường khó tính như Canada, khối ASEAN, v.v. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Pomina đã đầu tư trang thiết bị hiện đại từ những nhà cung cấp như SMS, Siemens, Tenova hàng đầu châu Âu cho cả 3 nhà máy và các dự án Pomina tại khu công nghiệp Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Bên cạnh đó, Pomina đang áp dụng công nghệ EAF Consteel loại bỏ hoàn toàn xỉ và các tạp chất, làm sạch thép lỏng, từ đó giúp thép có cơ lý tính tốt. Công nghệ này còn được trang bị hệ thống nạp trợ dung với mức độ tự động hóa cao Level 2 giúp Pomina linh hoạt sản xuất các mắt thép. Bằng việc đầu tư công nghệ đúng hướng, Pomina không chỉ tạo nên ưu thế cạnh tranh trong giai đoạn số hóa 4.0 mà còn tác động mạnh mẽ đến nhiều ngành sản xuất. Tính đến nay, với công nghệ lò điện đang vận hành, Pomina luôn mang lại những sản phẩm thép chất lượng, ổn định, an toàn và bền vững đáp ứng tốt nhất với những tiêu chuẩn khắt khe ở hầu hết các công trình chất lượng cao trong và ngoài nước. Chúng tôi đã có hơn 20 năm làm việc với nhau, hiểu nhau, có cái sự tin cậy lẫn nhau. Pomina luôn luôn cung cấp những sản phẩm và bảo đảm chất lượng. Những công trình hiện nay đó khuynh hướng là các nhà sản xuất cung cấp cái sản phẩm vừa đủ theo tiêu chuẩn, có khi nó thiếu một chút. Nhưng mà Pomina thì không làm như thế. Nhưng mà tôi trân trọng cái tinh thần vì chất lượng như thế của Pomina. Ngoài việc kinh doanh, Pomina còn xác định đóng góp cho xã hội thông qua việc tài trợ chương trình Cùng xây ước mơ, xây dựng mỗi tuần một căn nhà. Tính đến tháng 3 năm 2019, Pomina đã xây dựng hơn 585 căn nhà, giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Và Pomina vẫn không ngừng tiên phong đổi mới, sáng tạo, bắt kịp xu hướng với thời đại để khẳng định mạnh mẽ thông điệp thép Pomina phát triển để trường tồn.